Xin chào mọi người, mình là Stu. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và đây là một trong những video sẽ bắt đầu chuỗi series viết tiêu đề môn ngữ văn của mình. Và mình sẽ bắt đầu viết từ lớp 6 đến những lớp cao hơn. Nhưng mà mọi người thông cảm giúp mình á, bởi vì lớp 6, lớp 7, lớp 8 mỗi lớp là 3 bộ sách. Và mỗi bộ như vậy thì sẽ có tập 1 đến tập 2, nên là mình sẽ chia ra các video. Ví dụ như là cánh diều thì mình sẽ chia ra kỳ 1 là phần 1, kỳ 2 là phần 2 để tránh video quá dài ấy mọi người. Video này thì mình làm về ngữ văn 6 cánh diều của kỳ 1 nha mọi người. Với tiêu đề đầu tiên là tiêu đề biểu thị cho sức mạnh và nguyên sơ, nên mình vẽ chữ vuông, hơi tròn tròn, khối hộp. Sau đó thì mọi người có thể đổ bóng về đằng sau, vẽ thêm mây giống như là ông gióng bay về trời. Tiêu đề thứ hai đó là áo ơi tay mẹ của Bình Nguyên. Mình lấy ý tưởng từ trong bài luôn. Mình vẽ một cái phần tay ở chữ A và một phần tay sau chữ E. Còn chữ à ơi tay mẹ thì các bạn có thể ghi chữ thường hoặc là ghi kiểu chữ gì cũng được. Mình muốn ghi chữ tròn tròn như này giống như là một cái em bé, một cái tình thương gì đó mẹ đang che chở và ôm ấp vậy đó. Các bạn có thể ghi thêm đổ bóng giống như là tình yêu của mẹ. Rồi vẽ thêm những cái nốt nhạc như là những cái lời ru của mẹ. Mình viết kiểu đơn giản như thế này thì dù các bạn có dùng bút bi hay là dùng bút highlighter thì các bạn cũng có thể áp dụng được nhé. Kiểu như là mình viết ở trên nó rất là áp dụng và đơn giản, thế là xong rồi đó. Với tiêu đề thứ ba đó là thật xanh. Thật xanh đáng nghĩa là ghi sau cái thanh giống á, nhưng mà mình quên và mình ghi lộn á. Với chữ thật xanh thì mình sẽ ghi một cái phần trụ ở phía trước và phần mảnh ở phía sau như ở trên video. Và sau khi mình viết xong thì mình sẽ vẽ thêm một bó củi với một cây rìu ở đằng sau nha mọi người. Và tô màu cái phần trụ của chữ. Và khi mà tô màu xong á, thì mọi người lấy một cây viết, mọi người gạch ở phía dưới cái phần chữ giúp mình, giống như là những cây củi mà thạch xanh đốn củi trong rừng á. Với tiêu đề thạch xanh thì các bạn có thể vẽ thêm đom đóm, hoa, lá, cỏ giống như là trong rừng, nơi mà thạch xanh đang ở á. Còn mình thì viết đơn giản vậy thôi hen. Còn với tiêu đề thứ tư đã là về thăm mẹ. Thì tiêu đề này thì mình vẽ chữ rất là đơn giản. Các bạn thấy là những cái kiểu chữ của mình nó rất là đơn giản đúng không? Mình hướng tới là các bạn có thể áp dụng bằng tất cả các loại bút mà các bạn có thể viết. Các bạn tô màu lên là đã thấy là nó tạo ra một cái tiêu đề rồi. Nên là mình đã cố gắng làm đơn giản nhất. Nên là mình làm hơi lâu, mong mọi người thông cảm hen. Với về phần chữ về á, thì có chữ V thì mình sẽ tạo thành một cái nón. Nó giống như cái nón thiệt, là nó cũng hơi giống chữ V nên mình để ở trước đó luôn. Còn đằng sau thì mình sẽ vẽ một cái cành na. Mình vẽ thì nó không có được đẹp lắm, nhưng mà nó là cái biểu tượng của bài á. Với lại nó cũng đơn giản để các bạn có thể kết hợp nữa, nên là mình đã đưa nó vào trong cái đề bài. Các bạn có thể vẽ cỏ cây hoa lá gì đó giống như khu vườn của mẹ hoặc nơi mẹ đang ở. Bài thì rất là buồn, thì các bạn vẽ sao cho nó bớt buồn hen. Mình vẽ một banner để ghi tên tác giả, sau đó thì mình sẽ vẽ các trái tim to nhỏ khác nhau, tùy vào mức độ thẩm mỹ và vị trí đặt của các bạn nè. Sau khi mà mình vẽ trái tim xong á, thì mình dùng một màu bút lông khác, mình viền đứt đoạn cái trái tim của mình, đừng có viền hết nha, nhìn nó không có đẹp đâu. Các bạn tạo một cái nền rất là dễ thương như vậy rồi đó, thì khi mà viết chữ thì nó sẽ dễ hơn. Khi mà mình viết chữ thì mình sẽ ghi từ to, nhỏ, xong rồi to dần, nó tạo ra một cái lòng chảo. Sau đó thì các bạn đổ bóng thêm đằng sau và .. Viết tên tác giả nữa, thế là xong cái tiêu đề rồi, đơn giản không? Với tiêu đề thứ 6, đó là Nguyên Hồng, nhà văn của những người cùng khổ. Trong quá trình mình viết, mình ghi thì đôi khi nó bị sai phông. Nên là hy vọng là mọi người có thể là nếu mọi người tham khảo mà mọi người viết thì mọi người sửa lại cái phông cho đúng hen. Mình đã cố gắng chia cái tiêu đề ở mức ổn nhất có thể để khi mà các bạn áp dụng trong cái quyển vở của các bạn nó sẽ phù hợp. Còn nếu mà ghi to quá thì áp dụng lại nó không có phù hợp bởi vì nó chiếm hết nguyên cái tờ giấy rồi. Với tiêu đề này thì mình lấy ý tưởng từ tiêu đề của các tờ báo ngày xưa. Tờ báo ngày xưa thì khi mà in màu thường thường nó sẽ có chữ xanh và chữ hồng nhiều mà nó nhòe nữa. Thì mình lấy ý tưởng từ đó. Ngày xưa mà có ai bán báo, báo đề, ai mua báo không? Ai mà mua báo là cũng giàu sang lắm luôn á, chứ không có cùng khổ như mình đâu nè. Nếu như bạn nào có thích cái kiểu chữ này thì các bạn có thể tìm trên mạng là những cái kiểu chữ in màu báo ngày xưa. Các bạn cũng có thể áp dụng nó vintage và nhìn rất là đẹp á. Với cái kiểu chữ đồng tháp 10 này á, ban đầu thì mình muốn ghi nó bự chà bá. Nhưng mà ghi bự chà bá quá, nó to mà nó xấu quá. Nên là mình đã cố gắng ghi nó nhỏ nhỏ tròn tròn lại. Với lại các chữ á, trước khi mà mình ghi á, thì các chữ này sẽ xếp chồng lên nhau để nó gọn cái kiểu chữ lại và nó không có bị banh kiểu chữ chà bá ra luôn. Nên là các chữ của mình nó sẽ xếp lên nhau. Thì trước khi mà các bạn viết mà các bạn không canh được á, thì các bạn viết bút chì giống như mình nè. Sau đó thì lấy một cái bút mực đồ lên.
Rồi cái này thì mình sử dụng bút highlighter luôn để các bạn có thể áp dụng nè. Rồi các bạn vẽ thêm rừng, rồi vẽ thêm chim, thêm cò gì đó. Rồi các bạn vẽ thêm nước, các bạn có thể vẽ những cái bông sen giống như trong bài của các bạn học. Rồi các bạn kéo thêm cái chữ mùa nước nổi nữa. Rồi là xong cái tiêu đề rồi, rất là đơn giản luôn. Rồi ghi thêm tên tác giả nữa. Cái đồng tháp 10 á, ghi bút highlighter thì các bạn có thể là độ bóng hoặc là tô đậm nhạt, tùy theo cái thẩm mỹ của các bạn nè. Với kiểu chữ tiếp theo đã là Hồ Chí Minh và tuyên ngôn độc lập. Trong khi mà mình viết cái tiêu đề này á, thì mình bị lỗi chữ. Bởi vì mình cũng có trao đổi với mọi người á, là mình không có giỏi viết calligraphy, nên mình cũng không có viết calligraphy trong kiểu chữ này. Mình viết kiểu chữ bình thường thôi, làm cho cái chữ nhấn mạnh và to hơn. Sau đó thì mình ghi thêm là tuyên ngôn độc lập phía dưới. Với kiểu chữ này thì khi mà các bạn viết xong, các bạn đổ bóng và các bạn lấy thêm chì, các bạn tô lên cho nó nổi kiểu chữ của các bạn thôi. Cũng không quá là cầu kỳ và cũng không có cần quá nhiều bút và màu để làm gì. Với kiểu chữ này thì mình viết sai, các bạn có thấy phát hiện không? Đó, cái chỗ mình viết là sai đó. Mình chữa cháy bằng cách là mình cắt tờ giấy xong mình dính lên, mình ghi một cái bảng giống như là bảng tuyên ngôn độc lập cái mít năm 1945. Năm mà bác đọc tuyên ngôn độc lập, mọi người có thể tham khảo cái form và cái khung, đừng có tham khảo cái kiểu chữ làm gì nha, nó bị lỗi mất tiêu à. Tiêu đề tiếp theo đã là diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ, thì các bạn có thể vẽ thêm một cái máy bay nhỏ bên cạnh. Vẽ máy bay thì rất là nhanh, mọi người có lấy bút chì, mọi người phác thảo xong rồi vẽ khối là xong à. Mọi người có thể tham khảo trên video của mình, hoặc là mọi người có thể lên trên mạng search vẽ máy bay chibi là nó ra một đống luôn. Xong rồi mọi người vẽ từ từ nó ra. Mọi người vẽ hai cái cánh, vẽ cái thân, vẽ cái đuôi, vẽ cái người là xong. Và mình sẽ ghi chữ Điện Biên Phủ ở trong các ô này giống như là một cái vùng của Tổ quốc cần được bảo vệ, nên mình đã vẽ thành những cái ô như thế này nha. Sau đó thì với máy bay thì mấy cái cánh á, thì mọi người tô cờ vào cho nó Việt Nam và nhìn rất là hoành tráng và đẹp. Sau đó thì mình sẽ ghi là chữ diễn biến ở cái góc này nè. Và mình sắp xếp nó, chữ nó chưa có được hài hòa thì mọi người có thể sắp xếp lại cho nó hài hòa hơn hen. Và mình ghi chữ chiến dịch trên cái máy bay này, nhìn nó cho nó dài và rộng. Còn Điện Biên Phủ thì mình sẽ ghi ở trong cái khung. Và khi mà mình vẽ xong rồi, mình sẽ lấy một cái bút mình đồ ở phía dưới như thế này. Tiêu đề cuối cùng đó là vẽ đẹp bài ca dao. Không biết là lúc mà mình làm cái tiêu đề này, lúc đó mình đang buồn ngủ hay là mình đang đói bụng nữa, mà tâm hồn của mình nó thơ ca dễ sợ luôn. Mình cảm giác như là các bài ca dao á, rất là nhiều về quê hương đất nước, về những cái thứ rất là nhiều thơ mộng, nên là mình đã vẽ rất là nhiều màu, hoa, lá, hình tròn, hình vuông, trái tim, tam giác bằng nhiều màu. Sau đó thì mọi người có thể tạo ra những cái hình thù gì đó cho nó đẹp. Rồi đó, như mọi người thấy trên video của mình á, chắc chắn là lúc này mình đang buồn ngủ luôn, mình mơ về đồng ruộng hay sao á, hay là mơ về một bãi cỏ gì đó rất là thơ mộng. Sau đó thì mình ghi một cái chữ là vẽ đẹp bài ca dao nha mọi người. Mọi người ghi chữ kiểu gì cũng được, hoặc là mọi người tạo ra một cái kiểu chữ gì, hoặc là làm ra một cái tiêu đề gì nó đặc biệt hơn. Mình thì lúc này chắc là mình buồn ngủ rồi quá hay sao á, nhìn nó hơi là đơn điệu, nhưng mà mình thấy cũng khá là ok và cũng ổn, không đến mức là xấu xí lắm đúng không? Và video phần 1 của mình đến đây là kết thúc rồi, mình sẽ ra phần 2 vào trong tuần. Nếu như video của mình có lỗi hoặc có vấn đề gì phát sinh thì mọi người nhớ comment cho mình biết để mình sửa đổi ở các video tiếp theo nha mọi người. Nếu như thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe để ủng hộ channel của mình. Cảm ơn mọi người và nhớ hãy đón xem các video tiếp theo của mình nha.